Hello, cô Hương Elena, xin chào tất cả các con. Chúng mình sẽ cùng đến với bài học tiếp theo, Lesson 37, bài học số 37. Chúng mình sẽ học thêm một số đồ chơi là toys, toys, các đồ chơi nhé. Ok, let's get started. Ok, number one, listen and point, then see. Các con hãy nghe và chỉ, sau đó nói theo nhé. Và bây giờ mình sẽ nghe một đoạn băng và sau đó mình sẽ nói theo các cái từ đấy nhá. Ok. Toys. Exercise 1. Listen and point. Then say. Train. Plane. Bike. Guitar. Ok, các con đã nghe xong rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đọc lại theo cô một lượt các bức tranh này nhé. Nào, bức tranh đầu tiên, đây là cái gì nhỉ? Đúng rồi, cái tàu hỏa. Tàu hỏa, mình sẽ nói là train. Train. Chúng ta cong lưỡi ở chỗ từ này là sẽ làm trở nặng nhé. Train. Ok, very good. Plane. Plane là gì nhỉ? À đúng rồi, đây là cái máy bay. Plane, máy bay này. Tiếp theo, đây là cái gì? What is it? Oh, đúng rồi, đây là cái xe đạp, sẽ là it's a bike. Bike, xe đạp, ok. Đây là chiếc đàn guitar, chúng ta sẽ nói tiếng Anh là guitar. Guitar, cong lưỡi ở cuối nhá. Guitar, very good. Ok, đọc lại theo cô một lượt nhá. Train. Train. Plane, plane, bike, bike, guitar, guitar, very good. Ok, chúng mình chuyển sang phần tiếp theo. Two, look and listen. Chúng mình sẽ nhìn vào các bức tranh và sau đó sẽ nghe đoạn băng nhé. Chúng ta nhìn các bức tranh về câu chuyện này và nghe đoạn băng nhé. Ok, now let's listen. Size 2. Look and listen. The Jungle Treasure Hunt. One, two, three, go! Look, I've got a train. Look, I've got a plane. Got a bike and a guitar. Ok, chúng mình vừa nghe xong đoạn băng rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại theo cô một lượt nhá. Ok. Bức tranh đầu tiên này, one. À, cô khỉ này cô đang nói để cho các bạn này bắt đầu đi tìm đồ vật của mình đúng không nào? Bắt đầu này. One, two, three, go. À, 1, 2, 3, đi nào, bắt đầu, đúng nào. Và các bạn ấy bắt đầu chạy đi tìm này. Number 2, picture number 2, bức tranh số 2. À, bạn voi này, bạn ấy tìm thấy được một cái tàu hỏa. Bạn ấy nói là, look, look, I've got a train. Look, I've got a train. Hãy nhìn này, tớ lấy được một cái, tớ có một cái gì đấy? À, một cái tàu hỏa, tớ có một cái tàu hỏa này. Ok, chúng mình đã học một cái cấu trúc trong ngày hôm nay, đó là I've got. Đúng rồi, very good. I've got sẽ bằng với I have got, có nghĩa là tôi có. Tôi có, tớ có cái gì, đúng không nào? Look, hãy nhìn này, I've got a train. Tớ có một cái tàu hỏa. Very good. Và đây mình thấy là a train. Chúng ta có cái gì, chúng ta sẽ cho thêm một cái gì vào đây, đúng không? Có một cái gì, chúng ta sẽ là a và thêm cái từ đấy vào đây nhá. Chỉ cần thay vào đây thôi, đúng nào? Tiếp theo, number 3. Look, look, I've got a plane. Đọc theo cô nhá. Look, I've got a plane. Very good. Bây giờ mình đọc nhanh hơn nha. Look, I've got a plane. Ok, well done. Tiếp theo, number
Ở đây chúng mình đây là chỉ cần thay a plane vào đúng không? Là tớ có một cái máy bay. Đúng rồi. Chú vẹt này, chú nói là tớ có một cái máy bay này. Tiếp theo, number 4. À, đây là chú sư tử này. Chú sư tử này, chú nói là I've got a bike and a guitar. Có nghĩa là gì nhỉ? Very good. Tớ có một cái xe đạp và một cái đàn guitar. Đúng rồi. Ở đây là thay bằng a bike and a guitar. Có nghĩa là bạn ấy có hai đồ vật thì bạn ấy sẽ thêm từ and là và sau đó là thêm a guitar. Đúng rồi. Có một cái xe đạp này và một cái đàn guitar, chúng ta sẽ thêm and ở giữa nhé. Ok, nào bây giờ chúng mình sẽ thực hành đến số 3. 3, point and say. Các con hãy chỉ và nói nhé. Nào bây giờ chúng mình hãy nhìn bức tranh số 1 này. Ở đây là đã có, cô đã làm mẫu ở đây là Luke. I've got a guitar. Bạn này bạn đang cầm chiếc đàn guitar đúng không? Và bạn này nói là hãy nhìn này, Luke. Tớ có một cái đàn guitar. I've got a guitar. Thế là ở đây chúng ta sẽ dùng cái cấu trúc như cô vừa nói vào đây, dựa vào cái câu này của bạn ấy. Thì các con hãy điền hộ cho các bạn này khi mà cầm cái đồ vật và các cái đồ vật mà bạn ấy có này thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhá. Ví dụ như con là bạn số 2 này thì bạn ấy đang cầm cái tàu hỏa này. À sorry, đây có phải tàu hỏa không? Không, đây là cái máy bay. Đúng rồi, very good. À bạn ấy đang cầm cái máy bay thì bạn ấy sẽ nói là Look, I've got a plane. Very good. Very good. Nào bạn số 3, nếu như các con là bạn số 3 này, các con sẽ nói là gì nhỉ? À đúng rồi, Look, I've got a bike. Look, I've got a bike. Look, I've got a bike. Very good. Hãy nhìn này, tớ có một cái xe đạp. Ok, chúng mình chuyển sang các bức tranh tiếp theo nhé. From number 4 to number 6. 4, 5 and 6. Nào bây giờ chúng mình sẽ đóng vai làm các bạn này và chúng ta hãy giả sử như là các con đang cầm những đồ vật trên tay như các bạn ấy nhá. Thì chúng mình sẽ giới thiệu với các bạn bên cạnh của mình là mình có những cái đồ vật gì như thế nào nhỉ? À đúng rồi. Ok, number 4. Chúng mình sẽ dùng cấu trúc là I've got, sau đó là thêm a và tên đồ vật vào đúng nào. Number 4, chúng mình sẽ nói là gì? À bạn này cầm hai đồ vật thì chúng mình nhớ là có câu như thế nào nhỉ? Đúng rồi, very good. Look, I've got a train and a ball. Look, I've got a train and a ball. Very nice. Now number 5. À đây là bạn ấy đang cầm một bông hoa. Bông hoa tiếng Anh mình đã học là gì? Đúng rồi, a flower. Thế thì bạn ấy sẽ nói là Look, I've got a flower. Look, I've got a flower. Very good. Ok, number 6. Nào bạn trai này đang cầm cái gì nhỉ? À đúng rồi, một chiếc xe ô tô đồ chơi. Tiếng Anh mình đã học là gì? Đó là car. Car, very good. Ok, bây giờ bạn ấy sẽ nói với các bạn là như thế nào nhỉ? Look, very good. Look, I've got a car. Đúng rồi, look, I've got a car. Hãy nhìn này, tớ có một cái xe ô tô. Đúng rồi, well done. Và bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang thực hành nghe và khoanh tròn nha. Number 4, listen and circle. Hãy nghe và khoanh tròn. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các bức tranh và chúng ta khoanh tròn vào cái đáp án đúng mà với những cái cấu trúc mà chúng mình vừa mới học là I've got gì đó đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ nghe nhá và khoanh tròn nhá. Ví dụ như câu số 1 là họ đã khoanh tròn mẫu ở đây này, thì bây giờ chúng ta sẽ nghe cả bốn bốn cái bức tranh này nhá. Ok, let's listen. Exercise 4. Listen and circle. Look, I've got a plane. Meow, meow, meow. Look, I've got a train. Choo-choo. I've got a guitar.
Look, I've got a bike. Ok, các con đã nghe xong rồi đúng nào? Và chúng ta đã khoanh tròn được hết chưa nào? À, đúng rồi, chúng mình đã khoanh tròn xong. Bây giờ chúng ta sẽ chữa bài nhé. Nào, number one, ở đây là... À, đây là chú voi, chú ấy nói là Look, I've got a plane. Thế là ở đây là khoanh tròn là I've got a plane. Ok, number two. Number two, đáp án là gì nhỉ? À, đúng rồi. Look, I've got a train. Look, I've got a train. Very good. Tôi có một cái... À, bạn này, bạn vẹt này, bạn nói là tôi có một cái tàu hỏa. Đúng rồi, number three. Three, chú sư tử này nói gì nhỉ? À, đúng rồi, very good. Look, I've got a guitar. Look, I've got a guitar. Ok, number four. À, bạn khỉ này, bạn nói gì nhỉ? Bạn ấy nói là Look, I've got a bike. Look, I've got a bike. Ok, very good. Ok, chúng mình sẽ nhớ ôn bài tập nhé. Và để xem thêm nhiều bài học tiếng Anh hay hơn nữa, chúng ta hãy vào Facebook là tiếng Anh Miss Hương Elena. Chúng ta sẽ ấn like và share, chia sẻ bài học nhé. Hoặc là các con vào YouTube thì các con hãy ấn subscribe để chúng ta theo dõi thêm nhiều video bài học hơn nữa nhé. Ok, và chúng ta hãy có thể tham khảo cái khóa học tiếng Anh giao tiếp trẻ em từ 4 đến 12 tuổi trên trang web www.unica.vn. À, các con hãy vào đây xem các cái bài học thử ở trong này với các cái khóa học là giao tiếp phổ biến, các cái tình huống tiếng Anh giao tiếp cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi. Và link học cụ thể thì ở bên dưới phần mô tả. Nếu như các con thấy thích thì hãy nhờ bố mẹ đăng ký cho các con nhé. Ok, chúc các con học tốt nha. Goodbye.